Chuyện con nai điềm lành, tiền thân Lakshana. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, gần thành Vương Xá, Đức Phật kể về Đề Bà Đạt Đa. Câu chuyện về Đề Bà Đạt Đa sẽ được kể cho đến khi làm tướng cướp trong tiền thân Khandahala, cho đến khi bị đuổi đi khỏi chức vụ người giữ kho bạc trong tiền thân Chulabanthaka, cho đến khi bị quả đất nuốt sống trong chương thứ 16 ở tiền thân Samuda Vaniya. Một thời, Đề Bà Đạt Đa yêu cầu 5 điều kiện nhưng không được, bèn phá hòa hợp tăng, đem theo 500 tỷ kheo đến ở tại Gaya Sisa. Rồi khi trí của những tỷ kheo ấy được thuần thục, biết vậy, bậc đạo sư bảo hai đệ tử đầu tay: Này Xá Lợi Phất, 500 tỷ kheo đệ tử của ông thích thú sở đắc của Đề Bà Đạt Đa đã đi với kẻ ấy, nay trí của họ đã được thuần phục, ông hãy đi đến đấy với nhiều tỷ kheo, thuyết pháp cho họ làm họ giác ngộ về đạo và quả và đưa họ về. Theo lời Thế Tôn, Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến đó, thuyết pháp cho họ làm họ giác ngộ về đạo và quả. Đến ngày hôm sau, khi trời mới rạng đông, Tôn giả đem các tỷ kheo ấy về Trúc Lâm. Sau khi về, trưởng lão Xá Lợi Phất đảnh lễ Thế Tôn. Khi đang đứng tại đây, các tỷ kheo tán thán vị trưởng lão với Thế Tôn như sau: Bạch Thế Tôn, sáng chói huy hoàng là pháp huynh niên trưởng của chúng con, bậc tướng quân chánh pháp với 500 tỷ kheo vây quanh đã đi trở về, còn Đề Bà Đạt Đa mất hết những người theo kẻ ấy. Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Xá Lợi Phất mới sáng chói huy hoàng khi về với bà con hội chúng vây quanh, mà trong thời quá khứ cũng sáng chói huy hoàng như vậy. Các tỷ kheo yêu cầu Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ ràng câu chuyện quá khứ sau đây. Thuở sau, tại nước Ma Kiệt Đà, trong thành Vương Xá, một vị vua Ma Kiệt Đà đang trị vì. Lúc ấy, Bồ Tát ra đời làm con nai, lớn lên và ở trong rừng với đàn nai 1.000 con. Bồ Tát sanh được 2 con nai, tên là Lakshana, điềm lành, và Kala, đen. Khi đã già, Bồ Tát nói với hai con: Này con thân yêu, ta nay đã già, các con hãy coi sóc đàn nai. Rồi Bồ Tát giao 500 nai cho mỗi con. Từ đấy về sau, hai con nai ấy chăm sóc đàn nai. Trong nước Ma Kiệt Đà, vào mùa lúa chín, khi lúa trổ đầy, có nhiều nguy hiểm cho đàn nai, với mục đích giết hại những con thú ăn lúa. Dân làng đào hầm hố, cấm chông, bày bẫy đá, đặt bẫy sập và các loại cạm bẫy khác. Nhiều con nai bị nạn phải chết. Bồ Tát biết là thời lúa chín trổ đầy, cho gọi hai con lại và nói: Này con thân yêu, nay là thời lúa chín trổ đầy, nhiều con nai đã gặp nạn, ta nay đã già sẽ dùng bất cứ phương tiện nào để ở lại một chỗ. Còn các con hãy đem đàn nai của các con ẩn vào những con đường núi đá trong rừng, đợi khi lúa gặt hái xong sẽ trở về lại. Chúng vâng theo lời dạy của cha, ra đi với đàn nai tùy tùng. Dân làng biết được con đường của chúng đi. Trong thời này, các con nai leo núi. Trong thời này, chúng xuống núi, nên họ ẩn núp tại các chỗ kín, đầy đó dọc đường, để bắn và giết chúng vô số. Con nai Kala với sự ngu si của mình, không biết thời nào nên đi, thời nào không nên đi,
cứ đem đàn nai đi sáng, chiều, khi chạng vạng, khi rạng đông, ngang qua cửa làng. Và các nông dân hoặc lộ liễu, hoặc ẩn núp chỗ này chỗ kia giết chúng, khiến nhiều con nai gặp nạn. Như vậy, với sự ngu si của mình, nài Kala làm cho nhiều con nai gặp nạn, số còn lại đi vào rừng với nó rất ít. Còn nai Lakshana, nhờ có trí, thông minh, thiện xảo, biết thời nào nên đi, thời nào không nên đi, nó không đi ngang qua cửa làng, không đi ban ngày, không đi lúc hoàng hôn, khi rạng đông, mà chỉ đem đàn nai đi vào lúc nửa đêm. Do vậy, không một nai nào gặp nạn, và chúng cùng nó đi vào rừng. Chúng sống 4 tháng tại đây, khi lúa đã được gặt hái mới xuống núi. Kala trên đường về, lặp lại hành động ngu si trước, khiến những con nai còn lại gặp nạn một lần nữa. Chỉ có một mình nó trở về. Còn nai Lakshana không làm một nai nào bị nạn, cùng với 500 nai vây quanh, đi về với cha mẹ. Khi Bồ Tát thấy hai con đi về, nghĩ về đàn nai, liền nói lên bài kệ này. Con người có giới hạnh, được phần thưởng đón mừng, xem Lakshana về, cầm đầu chúng bà con, hãy xem Kala này, với bà con hủy diệt. Như vậy, Bồ Tát đón mừng nai con, sống tại đấy cho hết tuổi thọ, rồi đi theo nghiệp của mình. Bậc Đạo Sư nói, Xá Lợi Phất không phải chỉ hôm nay mới được chói sáng với bà con vây quanh, mà trước kia cũng đã chói sáng như vậy. Còn Đề Bà Đạt Đa không phải chỉ hôm nay mới làm cho quyến thuộc bị hủy diệt, mà trước kia cũng như vậy. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, so sánh hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, Ngài kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, còn nài Kala là Đề Bà Đạt Đa, đàn tùy tùng của nó là đoàn tùy tùng của Đề Bà Đạt Đa, còn nài Lakshana là Xá Lợi Phất, nai mẹ là mẹ của Rahula, La Hầu La, và nai cha là ta vậy.